Hi yo, xin chào các bạn, mình là Nhan Phận đây. Hôm nay mình sẽ chơi một tựa game có tên là Granny House. Thì bây giờ mình chỉ mới có mấy skin này thôi à, nhưng mà mình có skin nam với lại nhiều hơn. Mình sẽ chọn skin nam. Thì tại sao các bạn có phải vài bạn thắc mắc là tại sao mình chọn skin nam phải không? Thì tại vì mình thích skin nam nên mình chọn. Ok, nói chung là mình không có cái gì hết. Giờ mình sẽ vô đây coi. Ê, mình nhận được cái gì đâu? À, thì cái game này mình đã từng chơi vào tầm cuối năm 2021 gì đó. Giờ mình chơi lại, thấy cái game nó lạ lạ sao. Nên mình, nói chung là nó, mình hơi sao ấy, kiểu như là không biết. Thì game này nói chung là nó đã cập nhật vào cuối 2022 rồi, nhưng mà giờ nó sẽ không còn cập nhật nữa đâu, nó sẽ bị dừng tại bản cập nhật này. Và cái game này nó cũng nát luôn rồi, không có ai chơi nó. Mình sẽ không có bạn để chơi sao. Ở đây có mấy cái map nè. Ok các bạn, để mình chọn chế độ nào đó. Rồi, ở đây vậy thôi, mình sẽ không chơi chế độ này đâu. Chế độ nào ta? S3K item, cái này không phải. Cái chế độ mình tìm hai anh xịt là cái gì đây? Chơi chúng tìm hả? Ở đây có Stogie nè. Cái gì á? Cái này phải mở khóa hả? Đi thôi, mình sẽ không chơi mấy cái này đâu, mình sẽ chơi thôi, chơi Stogie đi. Rồi bắt đầu chơi thôi nào. Làm ơn ghép cho tôi trận một là không có người đi. Mình tự lo được đi. Ở đây có hai bạn nè. May quá, game này vẫn còn người chơi sao. Thì hiện tại mình mới có level 2 à. Rồi ok. Để chút. Ý, sao có 2 trên 4 người chơi à? Là mình với bạn này nè các bạn. Rồi ok. Ý, ở đây có mấy cái tính năng nè. Nghĩ là mình nên chọn cái 7 chopper này để thể hiện. À, cái 7 này tồi quá rồi, mình sẽ không làm cái này đâu. Cái bóng là sao? Ý chỗ cái bóng này vô hả? Cái bóng này chắc cũng không được. Quả bơm coi. Ý quả bơm được nha, chất lượng. Ý, sao không có vô chuẩn được vậy? Hay là phải đợi 2 trên 4 người chơi vậy? Ôi, các bạn nghĩ là, các bạn có nghĩ là mình nên thoát khỏi trận này không? Ý, sao lâu vậy? Thôi bye bye mày nha, tao thoát đây, tao không có chịu được nữa. Thôi nói chung là mình sẽ chơi không chơi online đâu, mình sẽ chơi cái chế độ GAT hầu xe bắt một. Rồi chơi. Ở đây có hình như cái màu đỏ, cái chế độ màu đỏ là cái chế độ nó khó nhất hay gì á. Trời, ở đây giờ vô Grand in the OP để gì đây? Skill. Mình sẽ chọn cái nào hả? Mình sẽ chọn cái này đi. Cái này hình như là sát hơn nhiều hơn hay gì á. Trời ơi, game này không phải. Trời ơi là trời, góc nhìn trên cao. Mình không có quen chơi góc nhìn trên cao. Ui, gì ơi? Cái gì vậy? Nhé trời, là sao chơi được? Đi, mình ném trượt. Ném trượt một phát là đi teo cuộc đời. Đi, đi. Trời ơi, chạy qua đây. Trời ơi, mình đứng bên đây mà. Sao? Sao ông bà đứng bên kia mà ông bà chém được mình vậy? Ông bà không phải là ông ngoại, bà ngoại tôi nha. Mình còn có 110 sát thương à, nhưng mà ông bà đó sao có tận mấy trăm máu vậy?
Rồi, kiểu này tèo đời luôn. Đừng có đuổi theo tôi nữa. Ông bà biến đi. Yeah. Rồi chưa. Làm sao mở cánh cửa được vậy ơi? Rồi quy ông bà làm. Trời ơi. Sống bả mạnh quá vậy. Trời ơi là trời. Thôi nói chung là chạy là hưởng sức. Ông bà có phải là ông bà ngoại ganh đi không? Ủa? Nhưng mà bà ủa? Nhưng mà ông ơi, hình như cái bà ngoại ganh đi là có một cái váy trắng với lại một cái gậy. Nhưng mà bà này mặc váy xám là sao? Trời cứu tôi. Ở đây có mấy bức ảnh nè. Ê, sao có bức ảnh gì màu trắng ở đây vậy? Ê, trời ơi. Chẳng lẽ mình phải chịu chết sao? Tao không chết đâu, rồi tao chết luôn. Mình được tầm 20 ghét sau L là cái gì? Bạn nào dịch hộ mình với tiếng Anh này với mình không có biết chơi bằng tiếng Anh. Mình dốt lắm. Rồi ok. Ở đây có shop thời trang hay gì vậy? Ở đây có mấy cái gì nè? Thấy bài hay gì vậy? Đẹp quá vậy. Đẹp nha bay. Gì đây? Ghế sâu lờ. Bỏ một mà được 10 mới hay chứ. Ôi. Để coi coi. 300 rồi, ok, mình sẽ hết kìa. Để chút. Cái số thời trang này phải mua bằng lửa đỏ hả? Ở trong hộp hư có gì đây? Được 20 nè. Thôi lấy luôn. Rồi ok, mình sẽ chơi tiếp tục là trận. Mày có nên chơi Switch game không ta? Các bạn mình chơi Switch game nha. Rồi ok. Mình sẽ chơi Switch game. Con búp bê Switch game ma ám. Hy vọng là trận này có người chơi. Yeah, có người chơi nha bay. Trời ơi, không có người chơi là tao khóc lóc van xin luôn á. Để mình nhắn tin là vô đi. Vô đi. Thì đây là cái bàn phím mới của mình nha. Vô đi. Ủa sao có mình là người Việt Nam vậy? Ôi có đứa nào vô rồi. Bắt đầu sơ tá đi con kia. Sao với con chủ map chưa có chơi vậy? À phải nhấn sơ tá hả? Sơ tá go. Ủa em không biết tiếng Anh. Để coi Stager tin nó nhé. Con chủ map đâu rồi? Ai con chủ map là pha là con hả? Pha là con. Pha là con là con nào? Mình sẽ cắt đoạn này nha. Cái đoạn này nó quá là dài. Rồi ok, mình xin lỗi các bạn. Tại vì con chủ map nó không chịu vô map. Nó không chịu bắt đầu game nên video phải tạm kết thúc ở đây thôi. Nếu như các bạn thấy video này hay, hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ mình nhé. Thì mình cũng sẽ ra tiếp tập 2, tập 3 cho mấy cái game này. Nhưng mà mình chỉ ra tầm khoảng có mấy tập thôi. Tại vì cái game này nó không chịu upgrade. Mọi người hiểu không? Game không chịu upgrade là làm sao để mình chơi được chứ. Ok, nói chung là mình sẽ tìm hiểu từng cái chế độ chơi trong này. Rồi thì mình cảm ơn các bạn đã coi đến đây. Giờ thì mình sẽ kết thúc video đây. Bye bye các bạn.